Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Linh Radio. Một lần nữa xin giới thiệu lại thì Đất Linh Radio là một kênh mà Huy sẽ phục vụ những tác phẩm truyện dài kỳ, khác với Đất Đồng Radio là phục vụ những tác phẩm truyện ngắn vào mỗi đêm. Ngày hôm nay quay trở lại giới thiệu đến cho quý thính giả tập truyện Thôn Vĩnh Dạ, một sáng tác của Tịch Hạ. Tịch Hạ cũng rất quen thuộc với kênh chúng ta, đã có nhiều tác phẩm xuất bản phát sóng ở trên kênh rồi. Quý thính giả có thể tìm nghe lại nhé. Bộ truyện Thôn Vĩnh Dạ dự kiến Huy sẽ phục vụ trong 3 buổi, phát sóng vào những buổi trưa. Quý thính giả nhớ chú ý đón nghe. Còn bây giờ chúng ta cùng bước vào tập 1 của Thôn Vĩnh Dạ, tác giả Tịch Hạ. Đêm nay trời đổ cơn mưa lớn. Đại đang ngồi trong phòng đọc sách thì nghe có tiếng đổ vỡ dưới nhà. Anh nhíu mày đi xuống xem có chuyện gì. Vừa bước tới chân cầu thang, anh thấy cửa chính mở tan quát, đồ đạc lộn xộn lăn lóc. Huyên, vợ anh thì không thấy đâu cả. Huyên ơi! Đại gọi lớn nhưng không có tiếng đáp trả. Đêm hôm mưa gió như vậy, vợ anh đi đâu được chứ? Vội chạy lên lầu lấy điện thoại bấm nút gọi, thì máy của cô báo thuê bao, không thể liên lạc được. Một dự cảm không tốt dấy lên trong lòng. Đại vội vàng chạy tới căn phòng luôn khóa cửa ở bên cạnh phòng sách, nhấn mật mã mở cửa ra. Không khí bên trong căn phòng lạnh toát. Giữa phòng có một tấm rèm che màu trắng. Đại chậm rãi đi vào với bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang. Đây là căn phòng mà hơn 10 năm nay anh luôn đóng chặt, nhưng hôm nay lại phải mở ra. Vén tấm rèm che lên, dưới đó có một tấm ảnh. Hít sâu một hơi, Đại cảm nhận được điểm không lành. Tuy nhiên khi chạm vào tấm ảnh kia, anh lại không thể nào tính ra được điểm không lành đó là cái gì. Có tiếng đổ vỡ bên ngoài cửa. Đại quay đầu lại nhìn. Tấm rèm chao đảo mạnh, bên dưới chân rèm xuất hiện bàn chân của ai đó. Đại chạy tới thì phía sau rèm làm gì có ai. Anh lao ra cửa, liền nhìn thấy một bóng người kỳ lạ đang dần khuất trong màn đêm mưa gió. Đến lúc quay về, Đại nhìn thấy một tờ giấy nằm ngay cửa. Anh nhặt lên xem. Bên trên viết: "Hãy đến thôn Vĩnh Dạ nếu muốn tìm vợ mình." Đại nghĩ mãi không ra bản thân đã đắc tội với ai. Anh rửa tay gác kiếm đã 10 năm nay, sống như một công dân lương thiện. Sao bây giờ lại có người bắt cóc vợ anh được chứ? Thù xưa oán cũ cũng chẳng có mấy người. Anh vốn giải quyết êm xuôi hết rồi kia mà. Một đêm này trôi qua chẳng dễ dàng gì. Trong lòng anh bão táp mưa sa giống như bầu trời bên ngoài kia. Đại là một cô nhi lớn lên ở đầu đường xó chợ. Năm 10 tuổi theo thầy học đạo, đi năm non bốn bể để trừ ma kiếm sống. Sau này anh gặp Huyên nên gác kiếm, sống một cuộc sống bình dị, không động vào những thứ kia nè. Đối với anh, ngoài vị sư phụ quá cố thì chỉ còn mỗi Huyên là người thân của mình. Vì vậy anh không màng những nguy hiểm có thể xảy ra với mình, mà chỉ mong trời mau sáng để lên đường. Khi ánh nắng đầu tiên soi qua bậu cửa sổ, trồi xuống đống tàn thuốc dưới chân Đại, thì cũng là lúc anh bắt đầu lên đường. Hành trang chẳng có gì ngoài vài bộ quần áo đơn sơ và một con dao. Thôn Vĩnh Dạ đó đương nhiên không thể tìm bằng bản đồ điện thoại. Vì vậy Đại lật cái bản đồ của sư phụ để lại mà dò tìm. Anh vẫn cảm thấy cái thôn đó thật sự rất quen thuộc, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nhớ được mình đã từng đến đó hay chưa. Đi qua vài chuyến xe đò, tài xế thả anh xuống một bãi đất trống rồi nói: "Đường vô trong kia gặp ghềnh khó đi lắm, tôi không có vô được, cậu thông cảm nghe." Đại nhìn, rõ ràng là đường phẳng và to như quốc lộ, nào có gặp ghềnh như tài xế kia nói đâu. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt ái ngại của ông ta, anh lại hiểu theo một cách khác, cho nên vui vẻ gật đầu chào tạm biệt.
Hít sâu một hơi, Đại băng qua con đường rộng rãi trải dài giữa hai bên cánh đồng lúa chín vàng ươm. Cảnh đẹp như vậy, cớ gì mà người tài xế lại từ chối đi vào chứ? Anh đi rất lâu, tới khi hoàng hôn buông xuống, khi những ánh nắng cuối cùng còn sót lại tắt lịm nơi đường chân trời, mới tới được thôn Vĩnh Dạ. Bước chân đầu tiên vào cổng thôn, Đại cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Khi anh quay lại nhìn phía sau thì thoáng giật mình. Con đường vốn bằng phẳng rộng rãi giờ đây đầy chông gai, những vật nhọn nhô lên trông giống như những khúc xương được chôn lồi lõm. Hai bên cánh đồng lúa chín hóa ra những bụi cỏ trơ trọi sơ xác, một quang cảnh hết sức quỷ dị. Trước khi bước chân vào đây, Đại nhìn đồng hồ là 4 giờ chiều. Nhưng đến khi vào được đây, anh nhìn lại một lần nữa thì kim đồng hồ vẫn chỉ 4 giờ chiều. Thậm chí điện thoại cũng không có sóng. Được rồi, dọa ai không dọa, dọa anh làm gì không biết. Đại vừa đi vừa lấy bánh trong túi ra, có thật mới vực được đạo. Anh ngó nghiêng tìm kiếm, nhưng thấy không có nơi nào cho mình trú chân. Những ngôi nhà mái tranh san sát nhau đều đã đóng cửa im lìm. Trước cửa mỗi nhà đều có treo một ngọn đèn đá, nhưng mà lửa cháy trong đèn đá kia thực sự rất kỳ lạ. Thay vì màu đỏ cam hoặc ngã xanh như vốn có của nó, thì nó lại có màu trắng. Đi quanh quan sát một lúc, Đại gặp được một ngôi nhà bỏ hoang. Anh dự tính mình sẽ ở tạm đây một đêm. Ban đêm hoàn toàn buông xuống, bên ngoài vắng lặng như tờ. Đây là một điều kỳ lạ. Nếu như là nơi hoang vu như thế này, thì nhất định phải có dung kêu dế hát hay là tiếng gió thổi vi vu. Đằng này lại im lặng một cách bất thường và đáng sợ, tựa như đang ở trong một không gian kín. Giữa sự tĩnh lặng trợ người ấy, đột nhiên có âm thanh vang lên. Đại cầm chắc lấy con dao, nhưng sau đó anh nhận ra chỉ là tiếng mưa thi nhau rơi xuống. Mưa rơi rất nhanh, không có bất cứ tiếng gió hay sấm chớp nào. Dù là mái tranh, nhưng Đại lại nghe thấy âm thanh rất lớn, va vào nhau lợp bợp, ồn ào không thể tả. Phân vân một lát, Đại ngồi dậy cầm dao đi ra ngoài, hé cánh cửa ra. Anh nhìn thấy bên ngoài trời trắng xóa, là mưa đá, viên nào viên nấy to hơn ngón tay cái. Hèn gì mà ồn ào như vậy, không khéo có thể chọc thủng mái nhà mà rơi xuống vỡ đầu cũng không chừng. Phóng tầm mắt nhìn khắp nơi, đã nhìn thấy các ngôi nhà khác đều đóng cửa im lìm, giống như việc này đã quá quen thuộc. Thứ kỳ lạ nhất chắc chỉ có những ngọn đèn đá treo ở trước cửa nhà. Bọn chúng giống như đang nhảy múa một cách quỷ dị. Anh cảnh giác nhìn ánh đèn trên cửa nhà mình, lúc này mới nhận ra điều kỳ lạ. Bọn chúng giống như có linh hồn, hiện tại đang lợi dụng lúc mưa to gió lớn để giao tiếp với nhau. Mặc dù anh không nghe ra là thứ gì, nhưng anh vẫn thừa biết thứ mà chúng đang giao tiếp cũng không tốt đẹp gì. Nhẹ nhàng khép cửa lại, Đại đang thử lật lại ký ức trong đầu mình, xem thử loại ma quỷ này anh đã gặp ở đâu hay chưa. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra, cho tới khi cơn buồn ngủ át đi cơn mưa ồn ào bên ngoài, anh mới chìm vào giấc mộng. Trong mơ anh gặp vợ mình, nhưng Huyên bị nhốt trong ánh đèn đá màu trắng kia, liên tục cầu cứu anh. Tỉnh dậy, anh nhanh chóng bước ra ngoài nhìn trời. Mặc dù bây giờ đã tạnh mưa, nhưng có vẻ mới qua nửa đêm thôi, còn lâu mới sáng. Cũng chẳng biết là do anh không ngủ được hay do đêm nay đặc biệt dài, anh lấy đồng hồ và điện thoại ra xem thử có phản ứng gì hay không, nhưng nó vẫn nằm im bất động. Anh chán nản nhét lại vào túi quần. Nhưng ngay sau đó, anh cảm thấy hình như có một bóng người vừa lướt qua. Ngẩng đầu lên nhìn, Đại tưởng mình hoa mắt. Anh phải dụi mắt hai lần mới có thể thông qua ô cửa sổ mà thấy rõ được Huyên, vợ mình đang đi ở bên kia đường. Dưới ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn đá hai bên nhà phát ra, soi rõ bóng hình Uyên đang cúi đầu lặng lẽ mà rảo bước. Đại đặt tay lên cửa, bản năng thôi thúc anh chạy qua với cô, nhưng lý trí thì bảo anh dừng.
Bởi vì anh biết nếu như có một thế lực nào đó đã cố tình dẫn dụ anh tới đây thì mọi chuyện sẽ không có đơn giản như vậy được. Người vợ của anh ngoài kia chưa chắc là Huyên, rất có thể đó là một cái bẫy. Anh rụt tay lại, âm thầm quan sát vợ mình đang đi qua đi lại bên ngoài kia. Nhưng mới chớp mắt, vợ anh bắt đầu ôm bụng, khuôn mặt cau lại tựa hồ như đang rất đau đớn. Nhìn bộ dạng kia của vợ khiến cho anh không thể đứng yên được. Đại đấu tranh tâm lý dữ dội, anh cảm thấy người đang đau đớn ngoài kia giống hệt như bộ dạng của Huyên vợ mình mỗi khi cô bị đau. Anh đã cực khổ đi đến đây đi tìm cô. Nếu như ngoài kia thực sự là cô mà anh không ra, vậy chẳng phải mọi thứ đều trở thành vô nghĩa hết hay sao? Ngay lúc anh đưa tay đẩy cửa thì một bóng người khác bất thình lình xuất hiện. Là một cô gái với mái tóc dài xõa rũ rượi, nhìn như một ma nữ. Đại nuốt khan một cái. Xưa nay anh vẫn sợ nhất là đối phó với ma nữ. Mà ma nữ mới xuất hiện này còn đang đuổi đánh Huyên. Vốn dĩ Huyên đang nhăn nhó đau đớn như vậy, mà khi gặp được ma nữ kia thì cô như gặp thuốc tiên, đứng thẳng bỏ chạy như chưa hề có chút đau đớn nào, khiến cho Đại tròn mắt ngơ ngác. Đến đây thì Đại cảm thấy đúng là mình không nên ra ngoài. Người kia nào phải là Huyên đâu. Anh quay vào ngủ tiếp. Nhưng khi vừa nằm xuống thì cánh cửa lại rụt rịch mở ra. Nghĩ bụng chắc là ma nữ kia đã tìm tới cửa, nên Đại cầm chắc con dao trong tay, giả vờ ngủ đi. Nhưng mà giả vờ cũng chẳng có tác dụng gì. Cánh cửa cứ rung lắc mạnh, kèm theo tiếng lẩm bẩm nho nhỏ. Lúc này Đại mới nhớ ra, ban nãy đã không chú ý, đã dán bùa lên cánh cửa, vậy nên ma nữ mới không vào được. Rốt cuộc sao con ma kia lại biết anh trốn ở đây mà tìm tới chứ? Lăn qua lộn lại mãi một lúc, cuối cùng Đại cũng không kìm được mà xuống đất đi nhẹ ra mở cửa. Ai ngờ ngay khi tay anh vừa chạm vào cánh cửa thì nó đã bị đạp văng ra bên ngoài. Đại lùi về phía sau mấy bước. Anh theo phản xạ đưa dao kề lên cổ kẻ mới vào. Lúc này anh mới nhận ra kẻ kia là người chứ không phải là ma. Cô ta vén mớ tóc tai dài sọc sang một bên, rồi ra chiêu so tài với Đại. Qua mấy lượt, hai người đã thấm mệt mới dừng tay. Đại hỏi: "Cô là ai vậy?" "Tôi hỏi anh là ai mới đúng. Sao anh lại ngủ trong nhà của tôi? Đã về còn dán bùa không cho người ta vô nữa. Là sao vậy?" Đại nghệch mặt ra mấy giây, tưởng đây là nhà hoang, ai dè là có chủ. Nhưng sau đó lập tức cảnh giác nhìn cô. Dù cho anh có dán bùa theo một thói quen, nhưng bùa của anh đảm bảo chỉ chống ma chứ đâu có chống người. Anh cau mày nhìn yết hầu cô gái đang phập phồng. Rõ ràng cô ta đang thở. Vậy tại sao không vào được nhà? Là người đội lốt quỷ hay là quỷ đội lốt người? Tránh ra! Lúc Đại vẫn đang nghịch ra suy nghĩ thì cô gái nọ hất anh sang một bên, rồi nhảy chiểm chệ lên chỗ anh ngủ. Trong hành động của cô ta không giống như đang nói dối. Nếu như là ma quỷ thì đã nhanh chóng ra tay rồi, ai mà rảnh rỗi đi ngủ chứ. Anh rớt con mắt ra rồi kìa. Nghe cô gái kia nói làm cho Đại cũng sờ lên mắt của mình thử. Dù trong đêm tối và cô ta đang nhắm mắt ngủ, nhưng vẫn có thể thấy anh đang nhìn mình. Đại chưa kịp nói gì thì cô gái đã nói tiếp: "Anh không cần nhìn tôi vậy, tôi là người." "Ừ, làm gì có con ma nào tự nhận mình là ma đâu chứ." "Tôi tên Mai, tên không tùy anh." Một đêm trôi qua không mấy thoải mái. Hôm sau vừa tờ mờ sáng, Đại đã mở cửa đi ra ngoài. Không khí bên ngoài lạnh tới nỗi khiến cho anh rùng mình thở ra khói. Lấy tay ôm thân, Đại nhìn vào căn nhà gỗ mái tranh kia. Rõ ràng nó mỏng manh như vậy, sao có thể chắn được cơn lạnh kia chứ. Không quan tâm nhiều nữa, Đại vào lấy thêm cái áo mặc vào, rồi bước hẳn ra bên ngoài. Ngoài trời vẫn còn sương xám xịt mờ ảo, nhưng anh phát hiện người dân ở đây đều đã dậy đi làm đồng hết. Theo sau lưng một đôi vợ chồng nọ,
nhìn cử chỉ và bước chân khá là bình thường, không khác con người là bao. Đi được một quãng đường xa mới đến một cánh đồng lúa nhà họ. Anh không biết liệu có phải do sương mù hay không mà họ không hề nhận ra anh đang đi rất sát ở phía sau. Đại lấy la bàn trong túi quần ra xem, nơi này ngược với con đường anh đi vào. Nhìn đồng lúa chín vàng ươm đang ẩn hiện trong làn sương mù dày đặc mà anh không khỏi nhớ tới mấy cảnh tượng quỷ dị đã nhìn thấy chiều qua. Đại tiến lên định hỏi chuyện thì nghe hai vợ chồng kia thủ thỉ nói cái gì đó với nhau, không nghe rõ lời. Mãi một lúc sau anh mới nghe ra kia không phải là đang nói chuyện mà là niệm chú. Một loại chú xa lạ mà anh chẳng thể biết được. Sau đó anh lại nhìn thấy hai người kia, rõ ràng tay chân cứ thoăn thoắt, nhưng nếu nhìn kỹ thì là đang lặp đi lặp lại một động tác. Hoàn cảnh thế này mà lại đột ngột bị vỗ vai từ phía sau nên Đại không khỏi giật mình hét lên. May mà người kia đã nhanh chóng đi ra phía trước bụm miệng anh lại nên mới không kinh động tới hai người đang ở dưới ruộng. Đại định thần lại mới thấy là cô gái ở cái nhà tranh đêm qua. Im lặng, nếu như không muốn chết sớm. Đại không tin mình mệnh yếu như vậy, anh trề môi. Không đến nỗi nói một câu mà chết ngay được chứ. Cô muốn dọa thì nhớ tìm cho đúng người. Đại còn chưa nói hết câu thì đã bị Mai vả cho một cái, đến nỗi tận bên kia bán cầu còn nghe cái chát. Mai hung hăng trừng mắt nói, dính vào anh là xui xẻo. Để chứng minh mình không nói suông, vừa nói xong Mai đã quay đầu muốn chạy, nhưng cô lại chửi đổng lên, chết tiệt. Đại cũng quay đầu lại và suýt giật mình. Cả cuộc đời đi khắp nơi diệt ma diệt quỷ của mình, nhưng lần đầu tiên anh gặp cảnh tượng như thế này. Một đám người mặt mày trắng bệch với hai mắt màu đỏ ngầu đang lừ lừ từ trong màn sương trắng đi về phía này. Không cần nghĩ cũng biết bọn họ chắc chắn là đến vây bắt hai người. Chúng ta chạy được hay không? Có mà chạy đằng trời. Mai nhanh chóng rút trong túi quần ra một cái quạt. Chiếc quạt trông rất bình thường, nhưng khi mở ra lại giống như một ma trận đang phát sáng. Nhìn thấy khí thế của Mai, Đại còn tưởng rằng cô sẽ đại khai sát giới, nhưng mà không, cô chỉ đang đứng yên cố thủ mà thôi. Bọn chúng là ma hay quỷ gì? Họ là người. Quên mất, mau bịt mũi lại, trong màn sương này có độc đó. Đại nhanh chóng đưa tay bịt mũi, rồi lại ngạc nhiên hỏi, sao cô không bịt mũi? Tôi nín thở. Mai dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Đại. Anh tự lo tâm mình đi, tôi không có giúp anh đâu. Đại bắt đầu nín thở, sau đó cầm chắc con dao trên tay để mà cố thủ. Nhìn hành động của Mai và những người kia, anh đã loáng thoáng đoán ra có lẽ họ vẫn là người sống, nhưng vì nhiễm trong màn sương độc này nên mới biến thành như vậy. Nếu như thế thì chỉ cần đợi đến khi nắng lên tan sương mù là được. Chỉ có điều lỡ như nắng mãi không lên thì sao? Có nín đi hay không? Đừng có mở miệng ra đâu nó gỡ. Mai cứ thế nhảy tọt vào trong bụng của Đại. Có điều cũng chẳng bất ngờ gì, chỉ cần hiểu được hoàn cảnh và thông minh một chút thì sẽ đoán ra được ngay thôi. Mai nhìn chiếc đồng hồ có hình dáng kỳ lạ trên tay một chút rồi nói, chúng ta cầm cự một tiếng nữa. Gì? Cô đùa tôi hả? Nín cái họng đi, trước khi tôi cắt lưỡi anh. Đại đã đại khái hiểu ra, có lẽ đám người kia hiện tại không nhìn thấy đường nhưng tai thì có thể nghe. Đó cũng là lý do vì sao anh đi theo suốt cả quãng đường mà hai vợ chồng nhà kia không phát hiện, bởi vì anh đi rất nhẹ. Và đó cũng là lý do vì sao nơi này yên tĩnh đến đáng sợ như vậy. Đám người kia có vẻ rất sợ cái quạt của Mai, mà Đại đứng ngay phía sau lưng cô nên cũng không phải ra tay làm gì cả. Ước chừng mới 10 phút thì đột nhiên bọn người kia lại không vây quanh bọn họ nữa. Tầm nhìn trước mặt dần hiện rõ, ánh mặt trời đã hiện lên trên đỉnh đầu. Thật là kỳ quái, ngay khi ánh nắng soi xuống đỉnh đầu thì cả người họ như được gột rửa. Bọn họ ai nấy nheo mắt lắc đầu, trở lại trạng thái tỉnh táo giống như người thường, rồi hết sức ngạc nhiên nói, ủa, cô Mai bữa nay dậy sớm vậy?
Hôm nay cô lấy mấy bát lúa để chúng tôi lấy cho. À, hôm nay con ngủ không được cho nên dậy sớm. Lúa thì con vẫn còn nên không cần đâu ạ. Lúc hết con sẽ xin mọi người. Bọn họ tốt bụng thiệt đó. Đại vừa ghé tai Mai nói thì một người phụ nữ trung niên lên tiếng hỏi: Ủa, cậu thanh niên này là ai vậy? Bạn trai cô Mai hả? Đại còn chưa kịp đính chính thì Mai đã bày ra bộ mặt kỳ thị hết sức. Anh ta mà là bạn trai con á, con chết trắng xương lâu rồi. Cũng may là mấy người này không có nhiều chuyện, nếu không cũng mệt ạ. Đại quay lại nhìn đôi vợ chồng với ruộng lúc nãy. Bây giờ họ vẫn luôn chân luôn tay gặt lúa, nhưng không giống như măng nãy nè, mà gặt ra thành phẩm rồi. Thế nhưng Đại lại nghĩ đến cái việc, cái thứ mà bọn họ gặt lên không phải là lúa mà là xương người. Đại đi theo Mai trở vào trong thôn. Cô chẳng hề hỏi anh vì sao lại đến đây, mà hỏi: Ăn cơm không? Không nhắc thì thôi, nhắc tới lại thấy đói. Cũng không biết giờ này là giờ nào nên anh hỏi: Giờ là mấy giờ rồi? 12 giờ trưa. Thời gian ở đây liệu có phải hơi loạn hay không? Không biết. Đại muốn nói nhưng rồi lại thôi. Lỡ như chọc giận Mai thì lại khổ. Dù sao bây giờ có người chỉ dẫn, biết đâu từ trong miệng cô ta anh có thể moi ra được thông tin gì quý giá thì sao. Mai nấu cơm ở căn nhà kia. Cô tự giã gạo thủ công rồi nấu, đơn giản đến mức anh còn tưởng mình đang tham gia chương trình ẩm thực ngày xưa nữa. Bữa cơm chỉ có cơm trắng với rau luộc. Không ăn cơm hay sao mà ngồi đó nhìn? Ôi, ăn uống vậy sao? Chứ chẳng lẽ anh đồ ăn thịt nướng hả? Anh nghĩ đây là đâu? Giá lại tôi nhắc cho anh nhớ, nơi đây chỉ có rau là ăn được thôi, những cái thứ khác đừng có ăn lung tung. Vì sinh tồn mà Đại không thể không ăn. Chỉ trách là anh quá khinh địch. Năm xưa đi đây đi đó, khổ nhất cũng có thịt cá nướng ở ngoài suối. Ai mà có ngờ được nơi này chỉ có rau chấm muối như vậy chứ. Ăn được hai miếng, Đại bỗng khựng lại rồi như thể muốn nôn. Làm Mai khó chịu nói: Muốn nôn thì đi ra ngoài, đừng có ở đây làm mất khẩu vị của tôi. Tôi không có ý đó đâu. Nhưng mà cô không nghĩ lúa này không ăn được sao? Lúc tôi đi vào trong này dưới ruộng lúa. Yên tâm đi, bọn họ vẫn là người sống nên vẫn ăn cơm. Chỉ có điều bọn họ có dùng mỗi rau làm thức ăn hay không thì tôi không biết được, bởi vì trong tầm mắt của họ không giống như chúng ta. Nè, cô rốt cuộc là ai? Từ đâu tới? Tôi là Mai, nơi này là nhà của tôi. Nè, vậy cô có biết người nào tên là Huyên hay không? Gần đây mới tới. Không biết. Mai kiệm lời đến lạ. Cô cũng không thèm quan tâm tới việc Đại là ai, từ đâu tới. Suy nghĩ lại một buổi, cuối cùng Đại cũng lấy mảnh giấy kia ra đưa cho Mai. Cô có biết là tôi nên tìm vợ ở đâu trong làng này hay không? Tìm ở đâu là việc của anh. Thôn Vĩnh Dạ này rộng lắm, anh nên khẩn trương đi tìm vợ của mình đi, đừng có ở đây ăn chật cơm của tôi nữa. Lớn sao? Rõ ràng anh nhìn thấy cái thôn này chỉ bé bằng cái mắt mũi thôi mà. Lẽ nào có những nơi mà anh phải khám phá chứ không phải nhìn bằng mắt hay sao? Không chậm trễ nữa, đã nhìn Mai thêm một cái, phát hiện cô chẳng có gì bất thường thì mới đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người đi lại bận rộn không khác gì người bình thường. Nơi này vào ban ngày, hay nói đúng hơn là khi mặt trời lên cao, thì không có gì kỳ lạ cả. Chỉ khi mặt trời lặn và sương xuống thì mọi thứ mới bắt đầu quá dị. Dù sao anh cũng không thể nới lỏng cảnh giác, một tay cầm la bàn, một tay cầm chắc con dao. Anh cứ đi một lát thì bắt đầu cảm nhận được lời Mai nói là đúng. Cái thôn này thật sự rất lớn, nhưng mà chỉ khi đi mới biết, chứ không thể nhìn rồi án chừng. Sau khi dừng lại quan sát xung quanh, anh mới nhận ra tầm nhìn đã mờ dần. Anh đang đi vào nơi có sương mù. Vì vậy anh khẳng định thôn này không phải quỷ dị như kiểu mắt thường không thể nhìn thấy, mà là phần lớn đã bị sương mù che khuất, dù cho ánh nắng cũng không thể soi được tới đây. Trong không khí yên lặng của màn sương vây quanh, bỗng nhiên phát ra một tiếng động từ phía sau lưng. Đại quay đầu lại nhìn,
thì thấy một bóng lưng quen thuộc. Huyên à! Đại khẽ gọi. Bóng người kia đứng yên không hề nhúc nhích. Bản năng thôi thúc anh bước tới hai bước nữa. Bóng người kia bắt đầu động đậy. Đại vươn tay ra, nhưng ngay khi sắp chạm vào thì người kia quay phắt lại. Nhưng rất tiếc đó không phải là Huyên, mà là một ma nữ với khuôn mặt nát bươm đầy máu. Vài giây kinh hãi qua đi, Đại rút dao kề cổ của ma nữ kia. Bởi vì khoảng cách gần, vừa vặn ra tay. Nhưng ngay sau khi dao chạm cổ ma nữ thì lại có một dòng máu đỏ chảy ra. Ma nữ chỉ trong chớp mắt biến lại thành Huyên. Huyên khẽ cau mày vì đau. Cô đưa tay lên sờ cổ và nhìn Đại với ánh mắt bi thương. Dù Đại có tỉnh táo đi chăng nữa thì gặp cảnh này anh cũng không thể ra tay được mà rút dao về. Nhưng dao vừa thu thì tới phiên anh bị tấn công. Ma nữ nhanh chóng vươn tay ra bóp cổ. Cánh tay như xương và bàn tay gân guốc mạnh mẽ chiếm cứ lấy cái cổ của anh. Anh có thể cảm nhận được những cái móng vuốt sắc nhọn đang đâm vào cổ mình rất sâu. Huyệt, sao em? Đại không nói nên lời. Anh cầm dao đâm mạnh vào cái tay xương sẩu của ma nữ. May mà có tác dụng. Có lẽ ma nữ cảm nhận được đau nên đã rụt tay về rồi rít lên một tiếng. Nhưng Đại vừa kịp lùi về phía sau mấy bước, còn chưa kịp làm gì thì ma nữ lại dùng tóc quấn vào chân anh, quật ngã xuống đất rồi kéo sâu vào trong màn xương dày đặc. Lúc này Đại mới nhớ tới lời của Mai. Anh nhanh chóng nín thở mặc cho cơn đau trên cổ, dùng dao liên tục cắt vào tóc ma nữ hòng thoát ra. Nhưng có vẻ như mấy con ma nữ này thích chơi tóc thì phải. Con nào con nấy đều dồn hết sức lực vào bộ tóc. Cũng chẳng biết là nó có gội tóc sau khi bê bết dưới đất như thế này hay không nè. Mất vệ sinh quá đi. Bởi vì nín thở nên lực tay của Đại ngày càng giảm. Cắt mãi chẳng thấy xi nhê gì hết. Cất dao vào phần lưng quần, Đại nhanh chóng rút ra một tấm bùa, niệm chú rồi dán lên tóc. Vừa nghe thấy tiếng xèo xèo vang lên mấy lần. Ma nữ bị đau nên quay lại cào cho Đại mấy cái. Đại né người tránh được. Nó điên tiết tăng lực siết của tóc, thậm chí còn buốt tóc lên siết cổ Đại, làm cho anh nghẹt thở. Cầm thêm mấy tấm bùa nữa dán vào tóc ma nữ. Nhưng vì đang nghẹt thở không niệm chú được nên bùa chẳng hiệu nghiệm gì. Bị kéo mãi một lúc, đến khi Đại nhìn thấy phía trước có thứ gì đó kỳ quái, thì ở phía sau một người nắm cổ anh kéo lại. Lúc này Mai xuất hiện như một vị thần. Nhìn dáng người mảnh khảnh của cô, ai mà ngờ được cô lại có một sức mạnh lớn như thế. Đến nỗi ma nữ đang kéo Đại rất hăng, mà cô kéo Đại một cái thì ma nữ cũng chịu thua. Ma nữ thấy kế hoạch của mình không thành thì liền bổ nhào tới, giơ nanh múa vuốt ra. Mai một tay kéo Đại lui về sau lưng cô, một tay xòe quạt ra chắn trước mặt. Quả nhiên ma quỷ ở chốn này đều sợ hãi cái quạt kia của Mai. Ma nữ thấy không ăn được thì bỏ tóc ra khỏi cổ Đại rồi rít lên một tiếng. Mai nhanh tay thu quạt, chỉ trong chớp mắt nhảy lên đạp cho ma nữ một cú, làm cho nó văng vào sâu trong màn sương mù. Đại ôm cái cổ đầy vết thương đang nhỏ máu. Cảm ơn cô. Nhưng Mai thậm chí còn không thèm trả lời mà gấp quạt rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Cô nhìn trời, sau đó lại nhìn đồng hồ trên tay mình, rồi nói: nhanh gì nha, nếu như không muốn chết sớm. Dĩ nhiên Mai nói mặt Mai, Đại tới đây để tìm vợ chứ không phải đến để tham gia trò chơi sinh tồn. Đợi bóng Mai đi khuất, anh bắt đầu mò ra chỗ cánh đồng để xem sau khi mặt trời lặn thì những người kia sẽ trở thành kiểu gì. Lần này vì để tránh rủi ro bất chợt nên Đại xé một góc áo để làm khẩu trang che mũi. Anh bước đi trên con đường vắng lặng. Lẽ nào người ở đây đều đã trở về nhà từ sớm trước khi trời tối rồi sao? Quan sát xung quanh một lúc, rõ ràng nhà nào nhà nấy vẫn còn rất yên lặng.
chẳng có dấu hiệu gì là có người cả. Nhưng cũng lúc này, Đại phát hiện ra một chuyện. Những ngọn đèn đá kia tự động sáng lên theo bóng tối. Nghĩa là nhà nào tối trước thì ánh đèn sẽ bắt đầu cháy lên lờ mờ. Đại nhìn lại đồng hồ đeo tay một lần nữa, rõ ràng nó vẫn không hoạt động. Vậy tại sao Mai luôn nhìn đồng hồ? Là do đồng hồ của cô không bị hư, hay đồng hồ của cô là một thứ gì khác? Nhìn trời nhanh chóng tối đi, Đại cũng vì đó mà bước nhanh hơn. Mai mà vẫn còn nhiều người ở dưới ruộng, ánh nắng đã tắt từ lâu. Giờ đây sương mù dày đặc đang dần kéo đến, phủ phục trên khắp các cánh đồng. Trong làng sương mờ nhạt, đã nhìn thấy đại đa số lúa chín vàng ươm đều đã biến thành cánh đồng xương cốt. Chỉ còn lại ít ỏi một vài nơi vẫn là lúa bình thường. Tại sao họ vẫn chưa về nhà? Đại mới đặt câu hỏi xong thì nhận ra bọn họ đều đã ngơ ngác, hoang mang không nhìn thấy lối về. Ba tiếng chuông đinh đinh từ hư không vang vọng. Những người kia đều nhanh chóng lên bờ, nhưng họ lại không đi theo hướng về nhà mà đi hướng ngược lại, cũng chính là nơi mà sương mù không nhìn thấy đường kia. Vô số kịch bản nảy ra trong đầu Đại. Nào là những người này sẽ đi vào trong kia rồi sẽ bị ăn thịt, kiểu hiến tế gì đó. Nào là bọn họ đi vào trong sương mù ấy rồi sẽ hóa ra quỷ dữ. Cuộc đời của mình đã chưa bao giờ gặp chuyện ma quái tà dị như vậy, cho nên anh cũng chẳng thể làm gì ngoài quan sát. Anh biết khả năng của mình không thể nào giải quyết được chuyện ở đây. Người ta chưa động vào anh thì anh cũng không được động vào họ. Đó là nguyên tắc cơ bản. Trước mắt anh chỉ có thể âm thầm quan sát, mà dĩ nhiên anh cũng sẽ chỉ tập trung mà tìm vợ mình mà thôi. Đang đi theo đám người kia thì Đại lại nghe thấy có tiếng hét nho nhỏ phía sau lưng mình. Quay đầu nhìn lại, anh thấy vẫn còn vài người bị mắc cạn dưới ruộng, không thể trèo lên được. Là sao vậy? Họ cứ chật vật mãi mà chẳng thể lên được, mặc dù bờ ruộng rất thấp, giống như có thứ gì đó kéo chân họ lại. Đại nghĩ ngay là bị đám đầu lâu xương sọ kia kéo chân chắc rồi. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của họ lờ mờ hiện ra trong sương mù, như thể nghe tiếng chuông mà không lên bờ theo được thì sẽ đau đớn khổ sở dữ lắm vậy. Đại suy nghĩ không biết có nên giúp đỡ hay không thì đột nhiên có ánh đèn xuất hiện. Một chiếc đèn đá phiên bản to lớn. Ánh đèn màu vàng ấm nóng xua đi một vùng lớn sương mù, hiện ra quang cảnh rõ ràng. Mà người cầm đèn kia không ai xa lạ, chính là Mai. Cô đang soi đèn cho những người đang mắc kẹt bên dưới ruộng lên bờ. Góc nghiêng của Mai xuất hiện trong tầm nhìn của Đại khiến anh bất giác rùng mình. Không phải là vì sợ, mà là vì anh đột nhiên cảm thấy bóng hình kia sao quá đổi quen thuộc. Những người kia có đèn thì lập tức leo lên bờ một cách thuần thục. Có người còn cười nói: "Hôm nay mặt trời lặn sớm quá, chúng tôi về không kịp." Nói như vậy thì những người này rõ ràng biết hết sự tình. Nhưng tại sao họ lại lựa chọn sống như vậy? Là vì họ bị ép buộc, hay giống dĩ nơi này có thể vào nhưng chẳng thể ra? Vài phút lơ đãng trong suy nghĩ, Đại nghe thấy tiếng của Mai vang lên nhỏ nhỏ: "Cẩn thận sau lưng." Ngay sau đó là những khuôn mặt sợ hãi của người dân khi nhìn về phía sau lưng Đại. Nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt mọi người và cả vẻ mặt của Mai, Đại đoán chắc rằng thứ sau lưng anh chẳng tốt đẹp gì. Nuốt khan một cái, Đại nhìn theo ánh mắt của Mai rồi chậm chậm quay người. Mai nhanh chóng đưa đèn đá cho một bà thím cầm rồi chạy nhanh tới chỗ Đại. Cô lướt qua người anh, xòe quạt ra che chắn. Không ngờ rằng thứ đó quá nhanh, nó đã di chuyển về phía sau lưng những người dân kia. Đại lại nhìn thấy sự sợ hãi đang dần tăng trong mắt mọi người, khẽ giọng gọi: Sao bọn họ lại sợ thế vậy?" Anh nói chưa dứt câu thì đột nhiên phía sau lưng mọi người, dưới ánh đèn đá mờ nhạt, xuất hiện một cái bóng đỏ. Một ma nữ mặc đồ cưới màu đỏ, kiểu dáng lạ lẫm hiện ra. Nhưng mặt cô ta đã bị phủ phục bởi mái tóc màu đen dài,
sẽ thật kỳ lạ nếu như một người chuyên bắt ma đứng đây hét lên có ma. Nhưng Đại thực sự đã làm như thế. Mai nghe thấy thì bất lực lắm. Cô chạy như bay về phía mọi người, rồi giật lấy đèn đá trên tay một bà thím. Nhưng ma nữ dường như đã biết tổng ý đồ. Nó dùng tóc điều khiển bà thím xoay người lại, rồi cướp hai ngọn đèn đá trên tay bà. Bàn tay Mai vịnh vào hư không. Cô hét lớn: "Mau giúp họ!" Đại hoàng hồn rút bùa trong túi ra, niệm chú và ném về phía đèn đá. Đèn đá chao đảo, giằng xé giữa Đại và ma nữ. Anh lại dùng thêm hai lá bùa khác, còn Mai che quạt bảo vệ mấy người kia. Bởi vì Mai biết những người kia nếu như đi theo tiếng chuông thì sẽ không sao, cùng lắm thần trí bớt đi một phần tỉnh táo. Nhưng bây giờ ma nữ đã ra tới tận đây và bắt người, chỉ sợ những người này rơi vào tay ả thì sẽ mất mạng ngay lập tức. Có lẽ do Đại đã động vào bộ tóc của ả, cho nên bây giờ ả mới cần máu để nuôi dưỡng sức mạnh của bộ tóc. Đang yên đang lành thì đột nhiên ma nữ lại khóc. Đại bối rối không biết phải làm gì, thì anh thấy cái người đang tranh đèn với mình không phải là ma nữ, mà là Huyên, vợ anh. Trên tay cô cầm đèn đá, đang bị bùa của anh làm cho bị thương nghiêm trọng. Ánh mắt Huyên nhìn anh đầy vẻ đau đớn và oán trách. Mai thì chẳng thấy gì ngoài ma nữ tranh đèn, nhưng nhìn vẻ mặt của Đại không ổn lắm thì biết đã có chuyện. Cô khẩn trương nói: "Đừng để bị ảo giác đó nữa." Mai còn chưa nói xong thì tay bắt ấn của Đại đã buông xuôi. Cô bỏ lại mấy người kia rồi lao tới định tóm đèn, nhưng đã muộn rồi. Tay cô một lần nữa vịnh vào hư không. Cả đèn đá và bà thím kia đều chìm vào trong sương mù cùng với ma nữ. Chỉ còn vài tiếng cười vang vọng lại trong màn sương dày đặc, lanh lảnh đến rợn người. Mai nhanh chóng bật cây quạt thành một tán ô. Không biết vì sao cô lại làm được như vậy. Cô nhanh chóng đưa những người còn lại vào tán ô bảo vệ, rồi nhìn Đại bằng nửa con mắt. "Chuyện gì với anh vậy? Anh yêu đương với ma nữ hả?" Đại không biết phải giải thích như thế nào, cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ cúi đầu im lặng. Sương đêm mờ mịt làm cho anh hơi lạnh, nên đã hít sâu một hơi. Khi ngẩng đầu lên, vừa mới kịp hiểu ra thì đã bị Mai tát cho một cái. Cái tát này thật lợi hại, vừa ra cả xương độc mà cũng ra luôn máu mũi. Không dám trách nửa lời, Đại chỉ đành kéo khẩu trang của mình lên bịt lại mũi. "Thể chất của anh thật đặc biệt đó, có thể nhìn thấy được dương khí rất hưng thịnh trên người anh." Vậy nên không cần che ô, dầm xương một lúc cũng không chết được. Đại âm thầm liếc Mai một cái, rồi quay lưng muốn về ngôi nhà tranh. Nhưng thấy Mai lại đi về phía động sương mù kia. "Nè, cô đâu vậy?" "Anh hỏi thiệt hay đùa vậy? Đương nhiên là đi cứu người rồi." "Cứu người thì cũng nên đưa họ về nhà trước đã chứ. Đưa họ vào kia chẳng phải sẽ loạn hơn sao?" Mai khựng lại. Cô cảm thấy bản thân lo lắng quá lại hỏng việc. Đắn đo mấy giây, Mai đưa ô cho Đại. "Anh đưa họ về trước, rồi đem ô đến tìm tôi. Tôi phải vào trước, nếu không sợ không kịp." Đại cầm lấy. Dù anh vội vàng đưa người đi, nhưng vẫn không quên hỏi: "Lỡ như tôi không đi giúp cô thì sao? Cô không sợ tôi không đến sao?" "Tôi không quan tâm nhiều vậy. Nếu anh không đến thì cũng là lựa chọn của anh." Nói xong, Mai quay lưng chạy biến đi, nhanh chóng khuất dạng trong sương mù. Đại thở hắt ra, rồi nhanh chóng đưa mấy người kia về nhà. Trên đường anh không khỏi nghĩ về việc đó. Là do Mai có món đồ khác ngon hơn, do cô quá tin tưởng anh, hay là do cô đang đánh cược? Dù gì đi nữa thì cô cũng thắng rồi, bởi vì anh không thể nào không đi giúp cô được. Thấy mọi người đã an toàn vào nhà, Đại tìm một cái đèn đá rồi nhanh chóng đi về hướng kia. Một tay cầm đèn, một tay cầm ô. Đi được nửa đường thì anh khựng lại. Trước mặt anh xuất hiện một cái bóng màu đỏ. Anh tiến tới mấy bước, đưa đèn lên cao soi thử, thì giật mình khi khuôn mặt kia đang lờ mờ hiện ra. Cảm giác sau gáy của mình như có ai đánh một cú đau khi nhìn thấy cái bóng xuất hiện kia không xa lạ, chính là Huyên.
Khuôn mặt Khuyên tái nhợt với bộ quần áo màu đỏ ẩn hiện trong sương mù. Chồng, anh đi đâu vậy? Đây chính xác là giọng của Huyên. Nhưng sao Đại lại cảm thấy giọng cô lạnh lẽo và cô đặc như từ dưới kia vậy? Huyên nhoẻn miệng cười. Ừ thì Đại cảm thấy nụ cười của cô thật lạ, nhưng rồi lại chẳng biết là lạ ở đâu. Ngó trước nhìn sau một lượt, Đại nuốt khăn. Ừ, anh đi tìm em. Dường như chỉ đợi mỗi câu này, Huyên nghe xong thì cười rất tươi. Cô chậm rãi đi tới trước mặt Đại, đưa tay ra. Vậy chồng à, chúng ta về nhà thôi. Không hiểu sao đầu óc của Đại không nghĩ ngợi được gì thêm. Anh đưa tay ra cho Huyên nắm. Còn chưa đi được mấy bước đã bị Mai chia rẽ uyên ương. Cô cầm một nhành cây trên tay, quật hai người kia chia tay nhau. Yêu nữ! Mai lên tiếng chửi, sau đó thuận tiện quất cho Đại một cái nữa. Pháp sư khỉ gió gì mà dễ bị dắt mũi vậy? Vô dụng! Thấy Đại vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê, Mai vội quá bèn tát cho anh một cái nảy lửa, làm anh tỉnh hẳn đi. Đại bắt đầu nghi ngờ liệu có phải anh đã đắc tội gì với Mai hay không, và cô đang lấy cớ này để báo thù anh. Khẽ lắc lắc đầu, Đại mới nhận thức ra cái thứ lúc nãy mình nắm tay không phải là tay, mà là một mớ tóc. Huyên cũng chẳng phải là Huyên, mà là ma nữ kìa. Nhưng giờ đây chỉ thấy cô ta với mái tóc dài che khuất cả mặt, chạm đến đất, chứ chẳng thấy mặt mày đâu. Yêu quái! Đại lắp bắp nói. Chắc vì lâu quá không hành nghề nên bây giờ nhìn thấy ma quỷ có hơi giật mình. Mai thì nhìn có vẻ quen mấy thứ này, cô nói: đưa ô cho tôi. Nói xong thì giật ô trên tay Đại, chạy vào trong sương mù. Đại nói vọng theo: Tôi phải làm gì bây giờ? Đại không phải sợ không đấu được với quỷ nữ này, anh là sợ ả ta lại hóa thành Huyên để lừa anh. Tuy nói như vậy nhưng Đại cũng cầm sẵn phù. Vừa mới nói xong thì anh bắt đầu niệm chú, rồi dán phù lên tóc của quỷ nữ, và cuối cùng là chạy theo Mai. Nhưng lập tức anh bị quỷ nữ kéo sắp mặt xuống đất. Nhưng anh lại cảm thấy con quỷ này là lạ, có chút không thật. Tuy vậy vẫn không dám khinh địch. Anh nhanh chóng ngồi dậy, liên tục dán phù vào tóc nó. Nó chẳng mảy may si nhê một chút nào, giống như phù phép này vốn chẳng thể ảnh hưởng được tới nó vậy, là một phân thân ảo ảnh. Đại chốc hạ, nếu như đã biết rồi thì dễ xử lý. Anh cũng đoán già đoán non, có lẽ con quỷ kia đã tạo ra ảo ảnh để giữ chân anh, không cho anh vào giúp Mai, để nó có thể giết người. Nghĩ thế, Đại nhanh chóng rút ra một tấm phù màu vàng nhạt rồi niệm chú. Đây là phù quan chú, là phù hiếm, chuyên để phá giải khi gặp ma quỷ dẫn đường hay là ảo ảnh. Tiếc trẻ mấy giây, Đại mới bắt đầu ném vào hư không trước mặt, rồi lại niệm chú. Tấm phù cháy lên phần vật trước mặt. Con quỷ ảo ảnh cũng vì vậy mà ôm đầu gào thét rồi biến mất đi. Đại quệt sương đêm trên mặt, kéo khẩu trang lên che mũi, rồi nhanh chóng chạy vào chỗ sương mù. Mày! Mày ơi! Đại vào tới thì bắt đầu quơ quàng. Đèn đá dù có sáng nhưng vào đây cũng chẳng thể soi được bán kính 3 mét. Anh chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một màn sương mờ mịt. Một hồi lâu sau, anh mới nhìn thấy ngọn đèn đá khác đang ẩn hiện mờ nhạt gần đó. Từ từ đi lại, anh lại gọi: Mai! Mai ơi! Bất thình lình bị ai đó kéo về phía sau, mất thăng bằng mà ngã ngửa. Mai mà có người đỡ lên mới không đo đường. Có một bàn tay lạnh cống bịt miệng anh lại. Đại tưởng như vậy là hết đời, vợ còn chưa tìm được đã phải làm ma ở đây rồi. Im cái miệng đi! Ở đây mà anh cứ gọi tên tôi là muốn giết tôi hả? Giọng Mai vang lên nho nhỏ bên tai. Lúc này Đại mới thở phào nhẹ nhõm. Đèn đá trên tay anh lúc này mất đà rơi xuống. Mai mà có Mai giữ lại, cô đã tắt đèn từ lúc nào. Có chuyện gì vậy? Đừng có manh động, tôi cũng không biết trong này có thứ gì khác nữa đâu. Huống chi bây giờ là trời gần khuya, không có ai cứu nổi chúng ta hết.
gần khuya sao? Sao có thể được? Rõ ràng mặt trời vừa lặn đi mà. Đại chưa có ngu hẳn, anh vẫn đủ tỉnh táo để đánh giá. Từ lúc tối đến bây giờ cao nhất cũng chỉ là 8 giờ, chẳng thế nào qua nửa đêm được. Trừ phi cái đồng hồ kỳ lạ trên tay của Mai có vấn đề, hoặc là thời gian ở đây bất bình thường. Không nghĩ thì thôi, nhưng vừa nghĩ tới đây, Đại lại cảm thấy lạnh hơn bình thường. Anh né Mai ra xa một chút. Mai cũng thực sự đáng ngờ, vì sao cái thôn này đều bị như thế, nhưng chỉ có Mai là không sao. Có vẻ như cô sống ở cái thôn này rất lâu rồi. Tài giỏi như cô, sao không thể ra ngoài được như cô nói chứ? Có khi nào Mai cũng là quỷ nữ đang giả dạng, muốn chiếm lấy thứ gì đó trên người anh? Nuốt nước miếng một cái, dưới dòng chảy suy nghĩ hỗn loạn, anh đang rất muốn dùng tấm phù màu vàng nhạt kia. Nhưng anh lại tiếc rẻ, dù sao bây giờ Mai vẫn chưa làm gì hại tới anh, dùng nó thì lãng phí quá. Chưa kể tới việc nếu như Mai chỉ là người bình thường thì chẳng phải càng vô nghĩa hơn hay sao? Biết đâu lúc đó lại chọc điên cô ta, rồi cô ta giết anh luôn tại đây cũng nên. Anh tốt nhất là đừng có giở trò tiểu xảo ở đây, nếu không tôi cho anh làm mồi thay đó. Ừ, chúng ta làm gì bây giờ? Đi nhẹ thôi, có bộ phép gì á thì mang hết ra đi. Mai đem từ trong túi quần ra một thứ gì đó giống như một khúc xương. Đại nhìn qua, dù đang trong tình trạng thiếu ánh sáng, anh vẫn có thể phán đoán đó chính là xương người. Thôi thì đâm lao phải theo lao vậy, biết làm như thế nào bây giờ? Dù sao Đại cũng tự tin mình dù không thể cứu được người, nhưng cũng sẽ tự cứu được chính mình. Hai người rón rén đi tới chỗ đốm sáng mờ nhạt. Cả hai đều thừa biết ánh sáng đó vốn không phải là từ bà thím mà Mai đưa đèn ban nãy. Ma nữ định dùng ánh đèn để dụ bọn họ vào. Mặc dù bọn họ biết thừa, nhưng vẫn phải lao vào. Có âm thanh vang lên, Mai nhanh chóng chuyển dụ thành quạt, che mặt họ lại. Một đám dơi với móng vuốt dài sọc quái dị bay ra. Mai mà Mai che mặt kịp, nếu không sợ bị cạo nát mặt rồi. Thím Hoa. Bà thím cầm đèn đá rồi bị ma nữ bắt đi kia tên là Hoa. Mai nhỏ giọng gọi bà, cũng không biết có phải do hoàn cảnh đặc biệt nơi này hay không mà giọng của cô đặc biệt quá dị. Đại sởn gây ốc, anh đưa tay định bịnh Mai, nhưng phát hiện ra cô đã mất hút. Lúc này Đại bắt đầu càng nghi Mai là đồng phạm của ma quỷ kia. Anh còn chưa kịp xâu chuỗi sự việc lại thì đã thấy những mớ tóc đen dài sọc từ trong sương mù dày đặc bốn phía thò ra. Đại tung ra bốn tấm phù rồi nhanh chóng niệm chú. Phù bay ra chắn cái đám tóc kia. Lúc này chỗ ánh sáng mờ nhạt của đèn như bị ai che khuất, sau đó lại đột ngột phừng lên cháy rực, kèm theo một tiếng hét lanh lảnh rợn người. Đại nhìn thấy từ trong chỗ ấy xuất hiện hai bóng người. Anh còn khẩn trương cầm sẵn dao chuẩn bị tấn công, nhưng lại thấy người đến là Mai và bà thím Hoa kia. Châu mày quan sát, tuy rằng cất dao nhưng anh lại thủ sẵn bùa phía sau lưng, dù sao cũng không thể nới lỏng cảnh giác. Anh còn chưa bước vào trong sương mù kia nên không biết rõ thực hư bên trong rốt cuộc là như thế nào. Nhưng anh biết một điều là trong sương mù kia có rất nhiều ma quỷ, mà người đi từ trong sương mù kia ra còn không biết ai thật ai giả đâu. Quả nhiên nghĩ đâu trúng đó, Đại vừa mới quay đầu nhìn lại thì đã thấy một bóng người lướt qua. Bóng người đó có chút quen mắt, đặc biệt là cây dù trên tay cô ta. Đó chẳng phải là Mai sao? Kia là Mai, vậy thì Mai ở trước mặt là ai nữa? Rốt cuộc thì đâu mới là Mai? Một bài hát vang lên lạnh lót, quái dị và ma mị. Đại nghe từng đợt sóng trào dâng trong đầu mình. Rõ ràng anh cảm thấy bài hát này nghe thật quen thuộc, nhưng lại chẳng biết đã nghe ở đâu và nghe lúc nào. Đại thấy không khí xung quanh càng lúc càng quái gở. Cả hai Mai đều biến mất. Trong làn sương mù dày đặc, chỉ còn mình anh đứng đó với ngọn đèn đá cháy lên màu trắng lờ mờ.
anh nghe thấy nhiều bước chân đang nặng nề đi tới. Quay quanh tìm kiếm, đã nhìn thấy từ các ngõ các phía xuất hiện rất nhiều người mặc đồ trắng. Bọn họ đang khiêng rất nhiều quan tài, từng bước đi tới đây. Vừa nhìn đã biết những người kia không phải là người, bởi vì họ chỉ có mỗi cái thân, đầu đều nằm trên nắp quan. Những bước chân hổng khỏi mặt đất rất có quy luật, giống như đang lập một cái đàn tế nào đó. Đại không sợ, nhưng điều đầu tiên anh nghĩ đến đó là tại sao giữa thời này mà vẫn còn nơi tà dị quỷ quái như thế. Anh đã từng gặp rất nhiều chuyện như thế trước đây rồi, nhưng mà đã là rất lâu. Đột nhiên Đại khựng lại, anh cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Sao anh lại nhớ mấy cái chuyện mà anh không biết là từ khi nào chứ? Rõ ràng... Tiếng kèn trống vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Đại. Anh vuốt mặt, cầm sẵn bùa trên tay chờ nghênh chiến. Chỉ là không ngờ đám người kia lại không tới gần, mà biến mất sau cái vuốt mặt của anh. Những cổ quan tài giờ đây đang nằm im lặng ở dưới đất. Anh vẫn chưa xác định được kẻ đến là ai và có mưu đồ gì. Vì vậy anh đứng yên quan sát. Ngay sau đó, những cổ quan tài kia vang lên âm thanh the thé không rõ ràng, rồi bắt đầu rục rịch di chuyển. Quan tài từ các hướng như thể có chân mà chạy tới, vây khốn anh vào trong. Đại giơ cao đèn đá trong tay, dùng một tấm bùa dán lên. Chỉ trong tích tắc, đèn đá vỡ toang. Anh lại dùng một tấm bùa trên mũi dao, dùng nó hất văng ánh lửa tán ra xung quanh, khuếch đại lên. Ánh đèn này chẳng những không thể dọa những cổ quan tài kia, mà nó còn hại ngược lại anh. Đại đã bị vây khốn không có lối thoát. Anh co chân nhảy qua khỏi quan tài để chạy, nhưng nhận ra mặt đất vốn không thể nhảy lên. Nó giống như một tấm keo dính chuột, dán chặt chân anh xuống đất. Rồi tiếng cười ghê rợn vang lên, như thể là âm thanh của một tớp người. Âm thanh đó phát ra từ các cổ quan tài. Anh định thần lại mấy giây, sau đó lấy dao cứa một nhát trên đầu ngón tay, lấy máu điểm lên một tấm bùa, rồi đốt cháy và ném lên hư không. Lửa đỏ rực rỡ, các tàn dư rơi xuống xung quanh. Đại cố nhón chân từng chút, rồi dùng dao khuếch tán tàn bùa bay đi khắp nơi. Lúc này anh mới nhận ra những cổ quan tài kia đã dần nằm yên. Nhưng vui chưa được bao lâu thì tàn bùa đã tàn hết, không gian lại trở về yên ắng. Đại biết đây chẳng phải kế sách lâu dài, đành tìm cách khác. Anh lấy trong túi quần hộp ra một quyển sổ đã cũ, nhanh chóng lật ra tìm đọc. Đây là bút tích của sư phụ anh để lại. Bên trong tổng hợp rất nhiều loại cách trừ yêu diệt ma có ở trên đời. Đại mới lật được hai chương thì một ngọn gió sắc như dao thổi ngang qua tai anh, bay đến xé rách một trang giấy. Ở trong địa bàn của tao mà dám múa rìu qua mắt thợ sao? Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Đại tức giận nhìn bút tích của sư phụ mình tan biến trong sương mù, thì chửi đổng lên. Múa rìu con mẹ mày, tao không đánh chơi với mày, tao bận đi tìm vợ. Tuy Đại chửi như vậy, nhưng anh chẳng thấy kẻ kia đâu. Không gian lại yên lặng như tờ. Đại bắt đầu thấy chán ngán rồi, quá mất thời gian và công sức. Mày, cô đang đâu? Đại nhìn xung quanh tìm Mai. Anh lê từng bước chân nặng nề, như thể bị dính keo dính chuột. Gọi tới mấy lần cũng không nghe thấy Mai trả lời hay bóng dáng của cô đâu. Bất giác Đại lại càng hoài nghi Mai chính là chủ mưu, hoặc là đồng bọn làm ra chuyện này hơn. Dù sao giết nhầm còn hơn bỏ sót, rơi vào hoàn cảnh này không thể phát tâm từ bi được. Từ bi lúc này ngang với đánh cược tính mạng của mình đó. Đột nhiên, giữa hoàn cảnh như thế này, lại nghe cái tiếng khóc trẻ con, đã sợ mất mật rồi. Đừng nói bây giờ tiếng khóc kia chính phần lại có thể không phải là trẻ con. Sư phụ anh từng nói, vạn ma quỷ trên đời đều không đáng sợ bằng quỷ nhi.
bởi vì quỷ nhi tập hợp hết thảy tất cả những oán hận trên thế gian vào thân. Nếu nói không sợ thì là dối lòng, nhưng nếu nói sợ thì cũng không hẳn, bởi vì anh không phải chưa từng gặp qua thể loại này bao giờ. Nhưng quỷ nhi này có vẻ không đơn giản. Nó có thể xé rách một tờ bút tích của sư phụ anh, làm cho anh như mất phương hướng thì không tầm thường chút nào. Đại lại cứa tay lấy máu tắm lên lưỡi dao, cho cầm sẵn bùa chờ. Nhưng con quỷ tựa như đang chơi đùa với anh. Nó không xuất hiện, mà giữa hư không lúc này lại vang lên một giọng nói lanh lảnh của phụ nữ. Cô ấy đâu rồi? Em bé đâu rồi? Đại không hiểu sao, anh đột nhiên cảm giác như ai đó đâm một dao vào tim anh. Cơn đau dữ dội truyền đến, anh ôm ngực nôn ra một ngụm máu tươi. Cô ấy đâu rồi? Đứa bé đâu rồi? Âm thanh kia lại vang lên. Đại cảm thấy bản thân như kiệt quệ sức lực. Anh la lên: là ma quỷ phương nào? Mau xuất hiện! Đừng có giỡn trò hồ gió! Một tiếng cười phá lên. Những cổ quan tài như sợ hãi mà rung lên từng đợt. Sau đó, nơi phát ra tiếng cười xuất hiện một bóng người phụ nữ mặc đồ đỏ, tóc tai dài sọc, đang ẵm một đứa bé trên tay, chậm chậm đi về hướng này. Thông thường quỷ nhi đã khó đối phó rồi, bây giờ lại là quỷ mẫu tử nữa mới ghê chứ. Đại vừa nhìn qua đã nhận ra con quỷ này chính là con quỷ đã kéo chân anh hôm trước. Anh còn nói sao oán khí của nó nhiều như thế, hóa ra chính là từ quỷ nhi trên tay. Ma quỷ ở đâu? Tôi đâu có thù oán gì với cô, sao lại tìm tôi? Tội nhân, mày là tội nhân. Cái gì? Tôi còn không biết mình đã làm ra chuyện gì. Cô đừng có vô oan cho tôi. Quỷ nữ không thèm nghe Đại phân trần, mà nhanh chóng vươn tóc bò đến bên cạnh chân anh. Đại không chần chừ, nhanh chóng thi triển bùa. Bùa và máu của anh gặp nhau, nhanh chóng cháy lên phừng phừng, thiêu đốt tóc quỷ. Anh còn tưởng rằng sắp có một trận chiến khốc liệt, nhưng không hiểu sao quỷ nữ lại bỏ cuộc nhanh như vậy. Rõ ràng nó hao tâm tổn sức dụ anh tới đây kia mà. Ngay sau đó, anh nghe tiếng bước chân vang lên ở phía sau lưng. Quay lại nhìn, thấy Mai dìu bà thím kia phía từ xa đi tới. Quan tài đều đã biến mất. Sắc mặt của Mai tái nhợt, nhưng không có bất kỳ vết thương nào. Một tay cô cầm đèn đá màu vàng, một tay dìu thím Hoa. Đại chỉ cảm thấy Mai đúng là khắc tinh của nữ quỷ kia. Có lẽ là lý do vì sao cô sống ở đây lâu như vậy mà vẫn chưa bị nữ quỷ ăn thịt, ngược lại còn ngang nhiên chống đối lại. Có lẽ trước đây là anh nghĩ nhiều rồi. Mai có thể không phải là người, nhưng cô chắc chắn tốt bụng. Cô không sao chứ? Tôi không sao, còn anh? Mở mang tầm mắt một chút, nhưng mà không vấn đề gì. Có vẻ như con quỷ kia chưa có muốn giết tôi thì phải. Cũng có lẽ... Có lẽ gì? À, không có gì. Về nhà trước rồi nói, ở đây nguy hiểm quá. Đại nói xong còn không quên kéo khẩu trang lên cao một chút, rồi đi phía sau hai người kia về nhà. Thấy Mai không đưa thím Hoa về nhà bà ấy mà về thẳng nhà cô thì lấy làm lạ. Mai nói: bây giờ nhà thím ấy không có an toàn, cứ để thím ấy ở đây đêm nay đã. Đến trước cửa nhà, nhưng Mai mãi chẳng chịu vào. Đại mới sốt ruột: cô nhanh mở cửa vào nhà đi. Quy tắc ở đây, ai đóng cửa thì người đó phải mở. Anh mở giúp tôi với. Đại nghe cũng có lý, mặc dù cái lý do này hơi quái lạ, nhưng anh cũng đưa tay ra mở cửa. Mai nhìn anh một cái, rồi dè dặt dìu bà thím kia vào. Đại không yên tâm nên bèn nói: hai người nghỉ ngơi trước đi, tôi ra ngoài xem thử một chút. Mai không đáp lại. Đại cũng không thể hiểu nổi con người của cô. Lúc thì nói rõ là nhiều, lúc lại chẳng nói chẳng rằng. Vừa bước ra cửa, anh cảm thấy một cơn gió rét buốt quét qua người mình. Ngọn đèn đá trước cửa đột nhiên tách ra làm hai ngọn. Phía xa xa có hai bóng người xuất hiện. Vẫn là Mai,
cô đang kè thêm một người nữa. Đại chấn động thật sự. Anh yên lặng giấu bùa trong lòng bàn tay, không đi ra cũng chẳng quay đầu. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh gặp chuyện quỷ dị tới như vậy. Không có sư phụ ở đây, anh như một người mất đi phương hướng, cô độc và sợ hãi. Anh thật sự chẳng thể nhớ được chuyện diễn ra từ khi nào. Tại sao cái cảm giác này lại cứ như mới đây, mà lại tựa như là hàng trăm năm. Anh như một con thuyền gỗ trôi lên đên giữa biển khơi vô tận, đang gặp phải giông bão vậy. Nè, sao anh về mà không đợi chúng tôi vậy? Mai ở phía xa đi tới lớn giọng nói. Trông cô thực sự mệt mỏi và bị thương khá nặng. Mai ở trong nhà thì lành lặn và lạnh lùng. Mai bên ngoài thì ấm áp nhưng bị thương nặng. Rốt cuộc đâu mới là Mai thật? Mau giúp một tay coi, thì mới ngất rồi, nặng quá nè. Mai vừa thở hổn hển vừa nói. Nhưng lúc này Đại rất mông lung. Anh chẳng dám tin tưởng điều gì nữa, mà nhanh chóng kề dao lên cổ Mai khi cô tiếp cận anh. Muốn gì? Đại vừa hỏi thì cũng là lúc mà Mai vấp té. Vì vậy cổ vô tình cọ mạnh vào lưỡi dao. Dù là trong màn sương tối tăm, nhưng Đại vẫn có thể nhìn thấy rõ Mai đang nhăn mặt, có lẽ là vì đau. Anh làm vậy? Muốn giết tôi hả? Mai cầu có nói. Trong cô lúc này dường như bị thương không nhẹ. Trợn mắt nhìn Đại một cái, cô hằn học. Tránh ra. Rốt cuộc thì cô và Mai trong nhà, ai mới là thật? Đại kéo cánh tay của Mai gặng hỏi. Lúc này anh cảm giác chính Mai cũng rung lên. Mai không quay đầu, nhưng cô cũng không đi nữa, mà chỉ nhỏ giọng nói. Anh nói ai ở trong nhà? Mai đang ở trong nhà. Chúng tôi về từ động sương mù mà. Đại cũng lắp bắp. Anh toan bước vào trong, nhưng Mai đã ngăn lại. Cô vẫn cúi đầu không nhìn vào trong nhà, nhưng Đại đã trót nhìn vào. Bên trong ngôi nhà tranh nhỏ xíu, ngoài ánh đèn đá màu trắng đang nhảy múa một cách quỷ dị, thì chẳng hề có Mai nào ở trong đó cả. Nhưng không biết Mai đã nhìn thấy thứ gì mà Đại có thể nghe thấy tiếng rít sợ hãi phát ra từ tận cổ họng của cô. Cháu ngoại! Mai đột nhiên phản ứng dữ dội. Cô mạnh bạo kéo Đại về sau, rồi giơ cao ngọn đèn đá màu vàng về phía trước mặt. Mắt cô từ đầu tới cuối vẫn nhắm nghiền. Cô nhỏ giọng lại nói. Nhắm mắt lại. Đại nhắm mắt theo lời Mai, sau đó cảm nhận được hơi lửa nóng hắt vào mặt mình. Cô đang làm gì? Đốt nhà. Bây giờ thì anh có thể mở mắt ra được rồi. Đại vừa mở mắt ra thì hoảng luôn. Ban đầu anh chỉ nghĩ là Mai đốt thứ gì đó thôi, nhưng bây giờ Mai đã đốt luôn cả căn nhà. Quần áo của tôi ở trong đó. Đại tiếc nuối nói. Mai ho khan mấy tiếng. Cô liếc xéo anh. Anh muốn mua quần áo mới hay là chết yểu? Biết là quần áo không đáng giá, nhưng bây giờ tôi chẳng thể ra ngoài mua quần áo được. Anh có thể ở bẩn được mà. Đàn ông đàn an cái gì. Mai cảm thấy cuộc trò chuyện này thật vô nghĩa nếu như cứ tiếp tục như thế. Vì vậy cô nói. Anh đã dắt quỷ vô nhà tôi, tôi còn chưa trách anh nữa. Bây giờ quay sang trách ngược tôi hả? Mai chẳng thèm tiếc rẻ, nhìn lấy ngôi nhà tranh đang bốc cháy kia một lần. Cô quay đầu đỡ lấy bà thím rồi chậm chậm bước đi. Dường như Mai bị thương rất nặng, bởi vì cô đã giành người từ tay quỷ kia mà. Cũng là do Đại quá sơ ý, anh cứ nghĩ mọi chuyện chẳng có liên quan gì tới mình. Bây giờ sau khi chuyện này xảy ra, anh mới nhớ rõ lý do mình đã đi đến đây. Vốn dĩ nơi đây chính là một cái bẫy để chờ anh tới. Có lẽ mọi hành động của anh đều có liên quan. Đại không biết đi về đâu, nếu như gặp chuyện gì thì còn phiền phức nữa, nên anh lựa chọn đi theo Mai. Mai dìu thím Hoa đi khá là vất vả, thậm chí Đại còn nhìn thấy vệt máu rơi xuống đất. Anh chủ động đi tới dìu bà giúp Mai. Chúng ta đi đâu bây giờ? Miếu Hoang. Miếu Hoang hả? Sao tôi không biết nơi này có cái miếu hoang chứ? Rất nhiều nữa là đằng khác. Chẳng qua là không biết đường vòng đi qua sương mù mà thôi.
sao lại thành miếu hoang cơ chứ? Không ai thờ phụng thánh thần nữa sao? Mai nhướng mày nhìn câu hỏi ngô nghê của Đại. Cô nói: "Chân ở đây á, sớm đã không còn tin vào thánh thần rồi. Hơn nữa những ngôi miếu kia cũng đã sớm chẳng còn thánh thần ngự nữa. Bọn họ đã bỏ trơi nơi này rồi." Trên đường đi, Mai không hỏi gì về việc ma giả kia, nhưng Đại không nhịn được mà hỏi: "Sao con quỷ kia phải giả dạng cô vậy?" "Chúng ghét tôi, còn anh thì bị đuôi." "Còn chẳng phải là tôi bị lừa sao? Nhưng mà rõ ràng trông giống cô lắm." "Giống ở chỗ nào?" Cô ta cũng không có vô được nhà, giống như lần đầu tôi gặp cô vậy." Không cần nhìn cũng biết sắc mặt của Mai như thế nào. Cô nói: "Đó là vì tôi có thứ khác trong nhà mình nên cố tình làm như vậy. Còn cô ta vì không vào được nhà nên mới như vậy. Chỉ có anh ngu thôi." Đại im lặng nghe Mai chửi. Câu cuối cùng cô nói rất nhỏ, gần như không thể nghe rõ ràng được. Bây giờ vì nơi nào cũng sương mù vây quanh, cho nên đi đến đâu cũng không có vấn đề gì. Đi tầm vài phút, phía trước xuất hiện một ngôi miếu. Trên miếu là chữ cổ, Đại không thể đọc được, trông nó cứ quái quái. "Nơi này có an toàn không vậy?" Đại nhìn trước ngó sau, vừa hỏi vừa cầm sẵn bùa trên tay, chỉ chờ ra chiêu. Mai nhìn anh rồi kéo bà thím về tay mình: "Anh đã nghe qua cái câu á, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn chứ?" "Hiểu rồi. Đám ma quỷ ở đây không đáng sợ bằng quỷ mẫu tử kia." Bởi vì sương mù nên Đại không nhìn rõ. Tới lúc đứng trước cửa miếu mới sững sờ khi thấy có tượng của hai con lân nằm ở hai bên. Đại thở phào nhẹ nhõm. Dù sao có lân canh giữ cũng yên tâm hơn một chút. Dù không phải cuồng tín, nhưng công việc của Đại khiến anh tin vào những điều này. Nhưng ngay sau đó, không biết có phải là do chính anh nhìn nhầm hay không, mà anh lại thấy mắt của hai con lân kia đột nhiên hắt lên ánh sáng màu đỏ như máu. Đây là điều đại hung. Một khi ma quỷ chiếm giữ linh vật thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Trước đây đã từng nghe nói đến việc ma quỷ chiếm giữ tượng linh vật. Từ đó chúng dẫn dắt người dân cuồng tín vào con đường tà ma. Chúng dựa vào đó để bắt người dân dâng lên cho chúng những thứ tàn nhẫn nhất. Anh từng nhớ khi còn nhỏ đã từng theo sư phụ mình đi xử lý một chuyện như vậy. Nhưng năm đó anh quá nhỏ, căn bản chỉ đi theo cầm bùa cho sư phụ, còn lại chẳng biết gì. Nếu như bây giờ có lỡ xui xẻo gặp phải chuyện như thế thì anh cũng sẽ làm rùa rụt cổ. Ừ thì có ai cười nhạo anh cũng được, nhưng anh vốn đã rửa tay gác kiếm lâu rồi. Bây giờ anh chỉ muốn làm một người bình thường. Nếu không phải vợ anh vô tình bị cuốn vào chuyện này thì anh chắc chắn sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. "Không vào hả?" Đại ngẩn ra như bị thôi miên. Mai lên tiếng. Đại bị cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ. Bây giờ anh mới phát hiện ra, từ lúc nhìn vào mắt hai con lân kia thì thần trí dần mơ hồ. Anh hoảng hốt dụi mắt, lòng thầm cảm ơn Mai. "Phải vào trong như thế nào?" "Thỉnh giả." Đại ngơ như bò lạc. Anh thậm chí chưa từng nghe qua câu này. Cảm giác như lúc này anh là người ngoài ngành vậy. Thấy Đại vẫn nghệch ra, Mai cáu giận nói: "Nhanh qua đây đỡ thím Hoa, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi." Không đợi Đại đi qua, Mai đã ném bà thím sang cho anh, rồi đi tới trước cửa miếu. Cô cắn ngón tay lấy máu, rồi ấn một vệt lên trán, sau đó lại lẩm bẩm mấy câu gì đó. Mấy giây sau, cánh cửa miếu cũ trích nặng nề dần mở ra. Đại mở to mắt, anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang tự di chuyển mà không hề có bất cứ tác động của ai. Cha mẹ ơi, đáng sợ quá đi. Đại vẫn mong là bên trong có người cảm nhận được Mai nên đã mở cửa cho cô, dù cho không phải người cũng được. Nhưng anh đã lầm. Khi ba người bước vào bên trong sân miếu, Đại nhíu mắt ngó nghiêng xung quanh. Nhưng tiếc là anh phải thất vọng nặng nề. Bởi vì quanh sân, ngoài vài gốc cây khô thì tới một bóng ma cũng chẳng có.
sương mù mờ nhạt, xung quanh vắng lặng như tờ. Lúc này anh mới tháo khẩu trang ra và thở lấy thở để. Dù sao đã nhiều năm trôi qua như thế rồi, anh đã sớm giống với người bình thường. Đúng là nếu có quỷ miếu hay thần miếu thì ở trong nhà vẫn tốt hơn ngoài đám xương độc không dám hít thở kìa. Không khí trong đây á còn độc hơn ngoài kia nữa đó. Mai chưa nói hết câu thì Đại đang hít thở bỗng dưng dừng lại, trợn trắng hai mắt lên. Mai lườm anh, không phải bảo anh nhịn thở, chỉ là dặn anh cẩn thận thôi. Đúng là lòng dạ đàn bà mà. Đại tới đây thì im bặt. Anh cẩn thận nhớ lại hành vi của Huyên, vợ anh trong 10 năm. Nhưng làm sao có thể nhớ hết được? 10 năm quá dài. Nhưng anh tin chắc là Huyên sẽ không làm như thế. Vì để cứu anh, khi đó cô đã bị một vết sẹo trên mặt kia mà. Đó cũng là lý do vì sao anh lại rửa tay gác kiếm là một con người bình thường. Mấy giờ rồi? Đại cảm thấy đêm nay dài hơn bình thường rất nhiều nên mới hỏi Mai. Mai nhìn đồng hồ trên tay. 2 giờ sáng. Ủa, tôi tưởng phải 4-5 giờ sáng rồi chứ. Đại mệt mỏi ngồi xuống dựa tường bên cạnh Mai. Mai xé quần áo băng bó vết thương trên mình rồi nhỏ giọng nói. Đúng vậy, đêm nay quá dài, chỉ sợ không dễ vượt qua. Không biết có vượt qua được hay không, nhưng sự mệt mỏi mấy hôm nay khiến cho Đại không thể gắng gượng thêm được nữa. Anh ngoẹo cổ sang một bên mà từ từ thiếp đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của Thôn Vĩnh Dạ, tác giả Tịch Hạ. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.